Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update lại cái chương trình airdrop của cái Giang Token. Cách đây không lâu thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn về cái chương trình airdrop của thằng này. Khi mà các bạn tham gia và lọt vào top 1.000 người giới thiệu thì mỗi một tháng chúng ta sẽ nhận được 1.000 token Giang. Ok, hiện tại thì mình đã chương trình airdrop của nó đã kết thúc vào ngày 28 tháng 4 rồi nha các bạn. Và tháng này thì mình đã nhận được 1.000 token rồi này. Nó sẽ phân phối vào ngày mùng 5 tháng 4 hàng tháng, ngày mùng 5 hàng tháng này. Đây mình đã nhận được 1.000 token, các bạn có thể thấy này. Ok, các bạn có thể tham khảo các cái thông tin cập nhật update từ cái trang Twitter của thằng này. Trang Twitter là Riyazatoshi này. Các bạn follow và cập nhật những cái thay đổi hoặc là những cái update mới nhất từ chương trình và dự án của thằng này nhá. Hiện tại thì nó đang được trao đổi ở sàn Fordelta. Đấy, tuy là chưa có cái khối lượng mua nhưng hiện tại thì cũng hình như là lịch sử trader này đã có một cái lệnh, mỗi một lệnh thôi, một lệnh mua thôi. Còn hiện tại thì các cái lệnh bán còn rất là cao, các bạn có thể thấy này, lệnh bán 0.2 với 1.000 token thì đến tương đương tận 0.2 ETH cơ. Đấy, đang còn bán rất là cao và lệnh mua thì còn chưa có này. Đấy, còn các bạn cứ chờ đi, và những cái update mới nhất cũng như là những cái thông tin mới của cái dự án này thì mình sẽ cố gắng update video mới cho các bạn nhé. Còn hiện tại thì các bạn bạn nào chúc mừng cho các bạn đã tham gia cái dự án và chúc mừng cho các bạn đã lọt vào top 1.000 on leaderboard này để có thể nhận được một cái khối lượng hàng tháng, đó là 1.000 token Giang cho mỗi tháng nhá. Đấy. Đấy, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ trong thời gian qua. Những cái gì khắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.